thì quay về trận đấu thì thực chất thì đoàn anh Gia Lai cũng tập trung cái trận đấu và cũng chuẩn bị mọi cái cũng rất kỹ càng, nhưng có những cái trong những cái thời điểm Hoàng Anh cũng chơi rất là thăng hoa và có những cái tình huống thì có thể trọng tài, thì đấy vấn đề là của người hâm mộ phán quyết, có những tình huống cũng có cái sự lợi thế và trong những cái tình huống đấy có thể ảnh hưởng đến cái cục diện trận đấu. Nhưng mà hôm nay thì Hoàng Anh Gia Lai thì không được trong những cái khoảnh khắc đấy, không được cái sự lợi thế trong cái trận đấu đấy, và Hà Nội đã chớp được những cái thời cơ và họ đã ghi bàn từ đấy. Những cái thời điểm là cái tinh thần và mọi cái của Hoàng Anh Gia Lai vậy gọi là ức chế, cũng giống như cái tinh thần cầu thủ, mọi cái sự tập trung cố gắng dâng cao để mà ghi bàn, thì từ đấy thì Hà Nội đã họ phản công. Và đội Hà Nội thì một đội bóng rất là mạnh trong cái vấn đề khi người ta cướp được bóng và triển khai tấn công rất nhanh, và họ là một đội bóng mạnh có một cái tập thể rất đồng đều. Điều đấy thì trước mắt thì cũng xin chúc mừng đội Hà Nội, họ thắng cũng là xứng đáng. Thì nếu về tính ổn định và xuyên suốt trong một mùa giải thì một đội bóng cần phải có cái sự lực lượng dồi dào và cái sự chênh lệch giữa đội hình chính thức và đội hình dự bị, có sự chênh lệch ít thì một đội bóng đấy sẽ thành công trong một cái mùa giải rất là dài. Nhưng thì đặc biệt đấy là cái đội Hà Nội thì họ có một cái lực lượng là tương đối và có sự gần cận kề với nhau và có sự ganh đua với nhau rất là tốt, mà là một trong những đội để mà có cái chiều sâu về lực lượng tại Philippines này. Đấy thì cũng là một cái trong những cái vấn đề thì về cái thể trạng của Terabat thì nó cũng hơi có một cái gì đấy gọi là nặng nề, nhưng điều đấy thì cũng không thể hoàn toàn vì cơ địa mỗi người có mỗi cái cơ địa đều khác nhau và cái sự hoạt động nó dựa vào cái thể chất cũng như là về cái thể lực của từng cầu thủ. Điều đấy thì không thể là một số một chiều mà để mà các cầu thủ phải là cải thiện được vấn đề đó sớm được. Anh mới chỉ có trận đấu 3 trên cương vị huấn luyện trưởng thôi, và đương nhiên là làm cái gì cũng cần có thời gian. Anh cần khoảng bao nhiêu thời gian để có thể tạo ra một quả like tương đối là theo ý mình? Thực chất thì không Hoàng Anh Gia Lai thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thì là những cầu thủ có chất lượng, nhưng mà để mà có sự hỗ trợ thì cũng phải cần có cái sự các cầu thủ cũng kế cận nó dày dạn hơn và để có những trận đấu có sự lắp ghép nó sẽ được hoàn thiện hơn trong tương lai. Thì đấy là cũng một vấn đề là, và ban huấn luyện phải tính toán trong vấn đề là Văn Thanh đang bị đau và chuẩn bị hoạt động, thì vấn đề sử dụng ở hậu vệ biên hiện tại bây giờ thì Văn Nho là cái người có thể đảm đương được cái vị trí đấy, và ban huấn luyện cũng phải cân đối làm sao để trong cái tấn công phòng ngự cho sự cân đối. Thì anh Đức cũng là một cái cầu thủ nói chung là một người anh cả trong đội bóng, và mọi cái tập luyện anh Đức cũng tập luyện rất chăm chỉ và cũng rất kỷ luật trong những cái vấn đề về giữ gìn sức khỏe hay mọi cái. Anh đó là một tấm gương rất tốt cho các cầu thủ để mình nhìn nhận trong cái vấn đề tập luyện cũng giống như thi đấu. Anh cũng nó là cái sức mòn, nhưng mà cái cơ hội cái ghi bàn thì chưa đến, thì hy vọng một thời gian đến anh sẽ có cơ hội để mà ghi bàn trong thời gian tới.